Chào bà con, thì ngày hôm nay thì Nguyên sẽ giới thiệu đến bà con một sản phẩm trừ sâu sinh học ký sinh lên vật chủ, lên những con sâu rầy rệp và gây bệnh cho sâu rầy rệp và khiến chúng bị bệnh và chết. Về cách sử dụng thì bà con có thể phun qua lá đối với các loại sâu, hoặc có thể tưới vào trong đất các loại rệp sáp, và khi phun thì bà con phải lưu ý là phải phun cho nó trúng và phun liên tục. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta phun thì cách một ngày, ngày hôm sau chúng ta phun lại và phun liên tục trong 2 đến 3 lần như vậy để cho thuốc nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Thì bà con nên chọn những nơi uy tín và có nấm ba màu chất lượng. Thì link mua sản phẩm thì mình sẽ để ở cuối video, ở phía dưới video cho bà con, hoặc bà con mua có thể nhắn tin trực tiếp cho Nguyên, Nguyên gửi sản phẩm cho bà con. Thì khi bà con có sản phẩm, bà con sẽ tiến hành để cho nó hiệu quả hơn nữa. Thì chúng ta sẽ nuôi thêm, hoặc bà con có thể dùng trực tiếp, và về cách để cho nó nuôi, nhân nuôi ra nhiều thêm thì bà con sẽ để chuẩn bị tăng sinh khối, rồi để làm mạnh thêm cho nấm thì bà con sẽ cho vào đây một thìa đường. Còn con kiếm nó có phễu nên là hơi khó. Đường và khoảng một ít cắm gạo thôi, bà con có thể cho một ít cắm gạo, miếng nhỏ cắm gạo để cho vi sinh nấm nó không thể bám vào đây. Cuối cùng là nấm ba màu. Một bì như này là có 30 gram. Đó, chúng ta sẽ đậy nắp và lắc cho nấm và đường các thứ là nó sẽ hòa tan với nhau, cho không khí đi vào. Sau đó đậy chặt nắp và cứ khoảng một ngày thì chúng ta sẽ mở nắp và lắc một lần để đến khi chai có hiện tượng là căng phồng lên. Thì lúc đó vi sinh hoạt động rất là mạnh, nấm hoạt động mạnh, chúng ta có thể đem ra để sử dụng. Và cái liều lượng phun thì tùy vào bà con, thì chúng ta một bình 16 lít thì chúng ta có thể 6 lít thì chúng ta sẽ pha tỷ lệ là liều lượng là 40 ml cho bình 16 lít. Hoặc là một cái bình, một cái gói nguyên như này bà con sẽ cho vào bình 16 lít. Rồi thì Nguyên đã hướng dẫn các con cách sử dụng nấm ba màu
để diệt trừ sâu trên trên rau và các loại cây hoa màu cũng như rệp ở trong đất. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi video. Lại thì cái link mua sản phẩm nấm ba màu này thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả và bà con có thể click vào đó để mua hoặc là nhắn tin gọi điện trực tiếp vào Zalo, nhắn tin qua Zalo 0973728299. Một lần nữa xin cảm ơn con đã theo dõi video.